giờ nó bắt mình phải liếm liếm để dính cái miếng này lại để siêu nó lại. Đã phát nghiêm túc á hả? Mình phải liếm sao? Lúc này nè, nhấn chân hộp dơ ở giữa. Rồi buông ra. Rồi xoay. Xoay luôn. Xoay. Xoay tới nào nghe cái rạch một cái. Hết luôn à? Rồi vào tấm cuối á. Chụp cho kỹ nha. Cái view đồi chè Cổ Đất ở Đà Lạt nhé. Bây giờ mình xuống xe thôi. Các bạn thấy view kìa, đẹp chưa? Hôm nay trời rất là mát mẻ. Mình rất là muốn chụp những tấm hình mà chụp phim á, mà xen kẽ ở những cái đồi chè thế này nè. Cái màu xanh đẩy lên thì rất là hoàn hảo luôn. Một phần bên đây thì đồi chè đã được dùng để quy hoạch lại, có thể làm cà phê hoặc bảo tàng, hoặc là làm cái lắp thêm một cái tua bin gió nữa. Tất cả các tua bin đều xoay hết, chứng tỏ là hôm nay gió sẽ rất là lớn ha. Không biết các bạn nghe được mình nói không. Ở trên kia thì đồi chè trải dài lên trên đỉnh đó, rất là nhiều khách du lịch đi lên trên rồi. Mình đậu xe đây tạm ha. Rồi các bạn cùng chờ coi những tấm ảnh phim của mình chụp ở đây nhé. Mình không nghĩ là đi tới tận Đà Lạt rồi cũng gặp được một bạn biết kênh của mình nè. Lần đầu tiên á. Đây em có mang cái xe ba này. Ồ, mình cũng có một con ấy là ba. Cái xe ba hả? Ờ. À. Nhẹ phết. Con này á là lấy nét cái hông bên phải cơ. Cái dòng bên phải nè, bên đây nè. À, bên ngoài. Nhìn bên hông á, bên tay phải nè, cái ngón tay phải á. Cái này. Đúng rồi. Rồi, xoay ra ngoài cho dễ canh. Đó, nó sẽ lòi ra thụt lại để lấy nét á. Yeah. Thấy không? Mà có điều là giờ cái việc canh góc hơi khó, nó bị ngược gương một tí. Nhưng mà chụp con kiểu đó vui lắm đúng không? Đúng rồi, chụp nhìn rất là thích. Khổ đây là khổ 6x6 luôn, là vừa với cái kiểu vuông của Instagram luôn. Chết chút rồi. Cảm giác rất là nổi khối luôn á. Đúng rồi. Nhìn ngắm ở bệnh là đã thấy đẹp rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà nó là tiêu cự 80mm. Mà quy đổi ra thì tầm 40 á. Cho nên là chụp chân dung gần hoặc là chụp góc rộng thì được. Cảnh đẹp quá không? Cầm. Nó còn có một cái để ngắm cho dễ hơn á. Nè, nó hạ cái gương xuống nè. Đợi xíu. À, cái kính. Ấn vô cái kính. Ấn vô. Đúng rồi. Đó, nó bật lên. Nhìn dễ hơn đúng không? Xem video của anh như là hồi mới mò chụp phim ấy. À, cái này để đóng lại á, là phải bóp vào hai bên. Rồi. Bây giờ em. Cái máy này vừa mới chụp xong và phim nó là 300 ngàn. Chụp được 12 tấm hình thôi. À, đây nó lên kinh khủng. Đúng rồi, giá phim giờ cao quá rồi. Điều khá là buồn cười á là những cuộn phim 120 này nhán xong rồi nó không có băng keo để dính mặt đệm như cái cuộn hồi trước mình chụp ha. Hiện tại là mình đang ở phía đồi chè Cổ Đất và của Findeli có đầu tư một cái khu mà nguyên một cái đèn tàu xe lửa để check in luôn, ngay giữa những ngọn đồi có một cái xe lửa dựng lên như vậy á. Như là vẫn đang trong quá trình xây dựng thôi, nhưng mà nó rất là đặc bắt mắt. Mà nhìn từ trên xuống cái thấy cái xe lửa nguyên một cái ngọn lửa màu đỏ rực lên, đập vào mắt nguyên một cái đường dây luôn, cái đường ray xe lửa luôn.
thế là nhất định phải xuống bằng được để chụp. Cua này chắc là mới ha, đẹp phết luôn á, xin lỗi nhưng còn mới tanh luôn nè các bạn. Xe lửa nó chạy được không nhỉ? Wow, đẹp quá ha. Đây là view đoàn tàu của Findeli ở khu cầu đất nhé. Đây là trong phòng nè. Các bạn chỉ việc mua cà phê xong rồi tham quan thôi. Đây là những miếng pin cuối cùng chụp sương sương mà mình đã hết một cuộn phim 35-36 tấm và hết luôn cả cái phim 120 rồi. Vẫn có 12 tấm mà mình chụp khá là nhanh. Xem cảnh này, view như thế này này, thì làm sao mà mình không chụp cho hết phim được. Đợt này mình nghĩ là sẽ có review clip làm ra tới 7-7-49 clip để review luôn. Rất là nhiều cái để nói, kiểu như chia sẻ kinh nghiệm lúc mình quay ảnh phim. Và Findeli á, ở phía chỗ cổ đất ngày xưa nó chỉ là một cái cà phê lớn thôi, bây giờ nó còn chơi lớn hơn thế nữa. Nó mua nguyên một cái đoàn tàu sản xuất mới tanh, đặt ngay cái sườn dốc luôn, nguyên một đoàn tàu khoảng 4-5 toa á. Mình đang trên cái đoàn tàu nè. Và view cảnh chụp thì khỏi nói luôn, bây giờ view cửa sổ nè, ánh sáng đèn như thế này mà hoàn hảo luôn rồi. Cho dù bạn chụp điện thoại chân nữa cũng chắc chắn sẽ được tỏa ánh đẹp ha. Đây là một điểm rất cộng rất là lớn dành cho Findeli. Các bạn nào mà có dự định đi Đà Lạt á, chắc chắn nên ghé đây nha.